2023 ha. Thì mình ra tiệm cá cảnh của bạn Thanh Liêm thì mình muốn giới thiệu đến mọi người dòng cá mà bạn Thanh Liêm mới nhất mà bạn dự định bán trong ngày hôm nay là cá nâu. Đây là em cá nâu nè mọi người. Cá nâu này nó chạy vòng vòng rồi khó quay quá. Nó bơi tung tăng, nó rượt mấy con kia liên tục luôn. Để mình tìm vị trí thích hợp quay cho mọi người xem ha. Đây gần cảnh em bé cá nâu ha mọi người. Cá nâu sát gốc luôn nè mọi người. Màu đen. Đây con cá nâu nó chạy vòng vòng nè mọi người. Đó. Cá nâu nó chạy hoài à, khó quay quá. Mình cố gắng, đây là cặp cá nâu nè mọi người. Hai con này nó rượt nhau chạy vòng vòng hoài không. Nên mình khó thấy quá. Đây, mình cố gắng cho mọi người xem hai em cá nâu chạy vô trong nữa rồi. Hai con cá này nó chạy quá trời luôn. Đây là con cá nâu nè mọi người. Đó. Này con trống với con máng nha. Đây cá nâu. Cá nâu bạn Thanh Liêm bán. Đó. Này. Cái mình nó có chấm bông bông sọc sọc. Đây bạn Thanh Liêm đang vớt cá bán cho khách ha. Nói mấy bạn học sinh giá mua rất là đông. Và mối của bạn Thanh Liêm luôn. Cá gì vậy Liêm? Đây học sinh đến lựa cá rất là đông ha. Và bạn Thanh Liêm để cho học sinh tự lựa cá luôn. Kìa coi nó vớt cá nè. Cá mái hả? Một cái hồ cá mái thả chung lộn xộn luôn. Để giờ chưa mới thấy đường vớt chứ. Đây nguyên hồ chép coi mini 10, 15, 20. Quá trời chép coi luôn. Chép coi này đầy màu sắc. Cá bảy màu. Bảy màu full gold. Rất lựa được hai con hả? Mình nhớ được con là ba con. Dumbo sọc ngựa ha. Cá màu trắng đẻ mấy con quá trời luôn. Orenda gần chù lớn. Đây mình đứa lựa cá mái trong đây. Nhưng cái hồ cá mái. Này là nóc. Cá nóc tiger. Rồi đèn lên nó mới thấy dạ quang. Bình thường không thấy. Mình ba đùi. Đây là ganh chu. Sọt albino.
Rồi lớn chép, chép lớn. Ăn cá này bự chà bá luôn. Có mấy con cá nhỏ trong đây nữa. Ba con là bự chà bá luôn nè mọi người. Coi chung. Xin mấy lựa cá kìa. Rồi ngay đây có mấy con cá mới nữa. Quá đẹp luôn. Trời, con này là hoàng bảo yến chứ. Nguyên cái hồ cá nheo con ở dân luôn nè. Đã trăm lội con, trăm hai trăm con. Một con mới. Đây một con nữa nè. Tay bơi. Oxy luôn hả? Ngân lồng. Để cái chê Venda nó nằm đến thẳng ba người kìa. Cá sọc của Sekan. Cá nè, chạy vô trong nữa rồi, chờ nó ra. Cái này cũng ba đuôi hả Linh? Dán cái đít lại chị liền. Không đút cái đầu vô đó. À. Đút đầu vô rồi nó đâu có chui thở ra được. Bán cá cũng có kinh nghiệm á. Kinh nghiệm đóng hàng. Cái đút vô đó mình để mình đứng nữa. Vậy nè. Mình đút vô rồi cái nó đâu á. Dán là được. Dán là hai góc cho cá. Nó dễ bị chết là vậy đó. Cho đừng chui vô đó ha. Đây học sinh nó lựa cá. Con lớn thì 40, con nhỏ 35. Quay lại. Đây. Con cá tóc nâu nó chạy hoài à. Khó quan sát quá đây. Có mọi người. Em cá này di chuyển liên tục luôn, nó bơi rất là nhanh luôn, nó rất là khỏe. Mình theo nó hơi bị mệt nha. Đây em cá nâu.
Đây mình sẽ quay dàn cá lia thia của bạn Thanh Liêm cho mọi người xem. Cá sim mình để ngăn dưới cùng, sau cùng ở dưới đất á, sát kệ sát đất là cái ngăn cá sim. Sát dưới đất là kệ cá sim ha, xích lên trên là cá khác. Trên đây là một cái hàng cá nữa. Đây. Cá này là hắc môn đuôi dài á. Từng em một. Con này đẹp quá, màu xanh. Đây là màu cam. Cá trên nữa nè, cá ly thiêu của bạn Thanh Liêm cũng nhiều quá chứ, nay toàn là cá mới không à. Nemo danh không, Limbo.